Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh channel của mình. Hôm nay thì mình sẽ dạy các bạn cách vẽ một cái cây. Trước tiên thì các bạn sẽ phác thảo bức tranh như mình phác thảo trên này nhé. Sau đó thì các bạn lấy tẩy và tô nhẹ nó đi. Và chúng mình lấy màu tô này. Như kiểu hình đám mây. Sau đó các bạn vẽ cành này. Đây là mình đã vẽ sẵn rồi nên là mình chỉ tẩy tô. Phần dưới gốc cây này. Thêm một chút tán nữa này. Nhìn thấy chưa?